Ông Bùi Xuân Hà sẽ thôi chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sau vụ lùm xùm liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho vận động viên. Vụ việc liên quan đến việc vận động viên đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng đã được xử lý bước đầu. Trong ngày 3 tháng 10, Cục Thể dục Thể thao đã làm việc đồng thời với các huấn luyện viên, vận động viên, lãnh đạo đội cũng như bộ phận hậu cần tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, nơi đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sinh hoạt và tập luyện, vận động viên để xác minh thông tin được đăng tải trên báo chí, qua đó giải trình và báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao đi lịch. Hôm nay 4 tháng 10, toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam đã bị cho thôi việc, bao gồm huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà và trợ lý. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao đi lịch vào chiều 4 tháng 10 đã khẳng định với báo chí là sẽ làm nghiêm vụ việc. Bộ sẽ làm rõ trách nhiệm của phòng phụ trách thể thao thành tích cao 2 Cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận. Bộ Văn hóa Thể thao đi lịch yêu cầu rà soát lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển trẻ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận có liên quan, tuyệt đối không để xảy ra sự cố như ở đội bóng bàn trẻ Việt Nam. Thông tư 86/2020/TT ban tổ chức do Bộ Tài chính ban hành đã quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Cụ thể, các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng 320.000 đồng một ngày. Về lý thuyết, tiền ăn theo tiêu chuẩn của vận động viên trẻ sẽ được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chuyển cho các vận động viên, sau đó vận động viên chuyển cho bếp ăn ở khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình hàng tháng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Bùi Xuân Hà của đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam là người đứng ra nhận tiền thay một số vận động viên, sau đó mới chuyển cho nhà bếp. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số các vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ, có một số vận động viên không còn bố mẹ, nên tiền lương họ nhờ huấn luyện viên nhận thay. Tiền lương đó được chuyển khoản cho huấn luyện viên, đến cuối năm, huấn luyện viên sẽ lấy ra gửi trả lại vận động viên. Còn các vận động viên còn lại, tiền sẽ được chuyển khoản vào tài khoản cho bố mẹ.